Xin chào thầy và các bạn, em là Nguyễn Quang Chi thì sau đây em xin đại diện nhóm trình bày về việc quá trình đánh kết quả đánh giá và mô phỏng công suất của bộ cộng 4 bit sử dụng 4 bit có nhớ sử dụng bộ cộng từ bộ cộng full adder 4 bit. Đây là sơ đồ khối của mạch thì ta có là mỗi bộ cộng sẽ có hai ngõ vào là A và B và ngõ ra CAUS. CAUS là sẽ là nhớ thì ngõ ra CAUS của bộ này sẽ ấy là nhớ của CAUS này sẽ vào CIN của bộ tiếp theo, thì cứ như vậy qua 4 bộ. Và với cái sơ đồ khối như thế này thì tụi em đã mô phỏng mạch. Đây là mạch của tụi em thì tụi em sẽ sử dụng một cổng full adder 1 bit từ 3 lần trước đã làm và nối CAUT của bộ đầu tiên với CIN của bộ tiếp theo. Thì với sơ đồ khối như thế này thì tụi em sẽ có được dạng sóng. Sẽ có dạng sóng như thế này. Thì để tính toán kết quả dạng sóng so với thực tế đúng hay sai thì để rõ hơn thì em đã cắt ảnh và sử dụng ba cái ví dụ. Đầu tiên là ta có là A sẽ A vào sẽ là 0010 tức là số 2. B sẽ là 1111 tức là số 15. Thì ta có gọi ra S sẽ là 00001 tức là bằng 1, tại vì 2 cộng cho 15 là bằng 17, nó sẽ lớn hơn 16 và nên là nó sẽ ra kết quả là bằng 1 và sẽ out cái đó là nhớ nó sẽ lên 1. Tiếp ví dụ thứ hai là ta có là A sẽ là 0100 là 4, B sẽ là 001, B sẽ là 1001 tức là 9 và ta có kết quả gõ ra S là 1101 là bằng 13, nó không lớn hơn 16 nên là nó sẽ không có nhớ và sẽ out, nó sẽ về 0 và ví dụ này là đúng. Tới tiếp tới ví dụ thứ ba, ta sẽ có A sẽ bằng 1010 và B sẽ là 1010 tức là A bằng 10, B cũng bằng 10, thì ta có ngõ ra S sẽ là 10, S sẽ là 0100 tức là bằng 4, tại vì 10 cộng 10 là bằng 20, lớn hơn 16 nên là kết quả sẽ là bằng 4 và từ đó sẽ out sẽ lên 1. Và ba ví dụ này đã đúng với lý thuyết. Và sau khi đã kiểm chứng kết quả đúng thì tụi em sẽ đánh giá công suất của nó. Đây là công suất của toàn mạch, đây là công suất đậu của toàn mạch thì sau khi đánh giá thì được kết quả là 877.3 em mũ trừ 9 và kết quả và phần trình bày của em đây là kết thúc. Các em theo các bạn đã nghe.